ám chỉ đàn ông già không thú phận lông nhông làm gì. Người đời tỏ vẻ khinh khi, cười che trách cứ so bi thiệt hơn. Trâu già lại gầm có non, ý nghĩa câu ấy chẳng thông chút nào. Thật là nghịch lý làm sao, cháu già sang dùng còn đâu múa hơn. Không nên sư ép một đàn, chỉ còn chờ lợi sao ăn có già. Có già gặm mãi thành ma, muốn sống trường thọ phải là có non. Mong đời to chút lòng son, chớ nên đố kỵ cháu non cháu già. Lẽ ra cảm thấy xót xa mà dành đặc biệt món quà ưu tiên. Xóa đi phản cảm triền miên, cháu già thanh thản bình yên cuối đời. Thói thường ám chỉ đàn ông sẽ không thủ phận lóng nhóng làm gì. Người đời tỏ vẻ khinh khi, cứ chê trách cứ so bì thiệt hơn. Cháu già lại gặm có non, ý nghĩa câu ấy chẳng thông chút nào. Thật là nghịch lý làm sao, cháu già danh dũng còn đâu mua hàm. Nói chung là cái gì mà chua thì cứ để cho thi nhé. Thôi thường ám chỉ đàn ông già không thú phận lóng nhông làm gì. Người đời tỏ vẻ khinh khi, cười che trách cứ so bi thiệt hơn. Trâu già lại gặm có non, ý nghĩa câu ấy chẳng thông chút nào. Thật là nghịch lý làm sao, cháu già răng dùng còn đâu múa hơn. Không nên sư ép mót đan, chỉ còn chờ lợi sao ăn có già. Có già gặm mãi thành ma, muốn sống trường thọ phải là có non. Mong đời to chút lòng son, chớ nên đố kỵ cháu non cháu già. Lẽ ra cảm thấy xót xa mà dành đặc biệt món quà ưu tiên. Xóa đi phản cảm triền miên, cháu già thanh thản bình yên cuối đời. Xóa đi phản cảm triền miên, cháu già thanh thản bình yên cuối đời.